Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan Vs Zombie 2. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì click quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình ra nhiều series hay hơn nữa nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục là chiến đấu ở trong phần Battle Z. Hiện tại là mình đang đứng thứ 11. Và mình cần thắng một vài trận để có thể leo lên được cái vị trí cao hơn. Ở đây có boss. Chúng ta sẽ cần phải tiết kiệm cái plant food để lúc nào đông ấy bắt đầu sử dụng thì nó hợp lý hơn. Như thế này và như thế này. Đấy, hợp lý. Thấy nó khá là được. Ở phía trên này nên đặt ở chỗ này. Gold, chúng ta dùng cái cây lấy săn luôn. Đấy, nhanh nhanh. Nhanh nhất có thể ở đấy. Ok. Vào đây nào. Có con gì không? Chưa có con gì quá là ghê gớm cả. Ở đây cả. Con này nó khá là khỏe nên cần phải 2-3 con. Dậm nó. Hiện tại nó đang khá là yếu. Càng ngày nó sẽ càng ấy lên, càng bị cắn nó sẽ càng to lên và càng khỏe hơn. Kiểu dạng như vậy. Đặt đây luôn này. Đó. Cắn càng nhiều càng tốt nha các bạn trẻ. Thoải mái đi. Đấy. Càng bị cắn nhiều thì nó càng cho càng nhiều săn càng tốt. Đấy. Càng đông càng tốt mà. Càng đông càng vui. Ok ok ok. Thêm cây này. Chúng ta sẽ cứ từ từ bình tĩnh thôi. Ôi chỗ này là bị tấn công khá là ghê. Đông phết nha. Lên nào. Đấy chà. Chỗ này nó bị ấy rồi. Cho nó ăn cái này nha. Bởi vì mình sẽ có một cái plan food ngay bây giờ luôn này. Đó, đó, đó. Con này đánh luôn. Squad rồi. Cái squad rồi anh em. Slow lại. Dĩ nhiên là phải slow lại rồi. Không cho đi đâu chứ. Đi đâu sao được. Không thể đi đâu được. Đây, tiếp tục là một cái nữa. Đông này, đông này, đông này. Có một số con nó sẽ lao vào khá là nhanh. Squad, squad. Lên. Đông chưa? Đủ đông chưa? Đủ đông chưa? Đấy, 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 đấy. Kiếm thêm ít điểm nào. Còn hai lần nữa. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đấy, cái squad nó chưa hồi. Đây, lên trên luôn, lên trên luôn, lên trên luôn. Lên trên luôn. Phải hủy diệt cái này. Ồ, nó chết luôn rồi anh em ạ. Này, 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 giận. Hai con boss, giết nó. Hai con boss, này, này thì hai con boss. Hai con boss thì cũng sẽ chết thôi. Đó. Quá hoàn hảo. Quá là hoàn hảo luôn. Slow lại. Cho, nó cho nổ cây kia rồi. Khó chịu ở nhà. Đông quá chăng? Có lẽ là đông quá. Từ từ. Cái plan food này cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Nó sẽ lớn lên ngay bây giờ mà. Squad vẫn còn tồn tại cả. Đây. Đóng giết nó. Giết nó anh em. Giết nó anh em. Ôi chết rồi. Phía dưới này. Cần cho nó choáng lại này, choáng lại, choáng đi. Mình có tận hai cái blend food à đúng không? Dùng luôn, dùng luôn, dùng luôn, dùng luôn, dùng luôn nào. Chết rồi, đáng lẽ dùng nên đặt ở chỗ này thì hợp lý hơn. 18 giây, hơn 200 ngàn, hơn 200 ngàn điểm, lên. Ui, trời ơi, trời ơi. 9, nào, nào, vào đây, vào đây. Cái này không kịp, cái này không kịp mất, cái này không kịp mất, cái này không kịp mất. 305 ngàn. Điểm số tối đa của mình được 305 ngàn. Cũng khá là tốt, cũng khá là được rồi. Mình đang có một trận thắng tiếp theo. Chúng ta sẽ được thêm 5 cái vương nguyện nữa. Và mình sẽ được leo lên cái vị trí bao nhiêu đây. Chúng ta sẽ leo lên được vị trí thứ 5 luôn. Vị trí dẫn đầu chỉ là 21 cái vương miện thôi. Mình cần thắng 2 trận nữa là chúng ta sẽ leo lên được cái vị trí đầu tiên. Leo rank nào, có leo rank nào. Vẫn là như thế thôi. Đặt nó tách tách nhau ra như thế này. Càng bị cắn nhiều thì nó sẽ càng càng khỏe. Càng trâu bò. Dạng như vậy. Đây như thế này. Đấy. Let's rock nào. Đặt cái này luôn. Plan. Rất nhiều plan luôn. Rất nhiều hòa săn luôn. Chưa đủ tiền. Chưa đủ tiền. Ở đây luôn này. Đấy. Squat squat. Có cần phải đánh được cái gì không? Càng để nó cắn thì nó càng khỏe mà. Không cần phải quá lo.
Ok, cái này đợi một chút, đợi nó nhiều nhiều săn một tí á, mình cũng chưa cần quá nhiều vội, tạm thời như này cho nó cắn đi, cho cắn hết mấy cây của mình đã. Ok đấy, bắt đầu nhiều săn hơn rồi đấy, bắt đầu nhiều săn rồi đấy. Đây 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 rồi, squat dùng để giết cái cây cái con này, con nó đẩy mình ra đấy, kiểu dạng dạng nó sẽ đẩy mình ra như thế này. Chết chết chết, cho chết đi. Yes, lên đó, đánh vào đây. Ui, đập phát chắc là nổ chứ. Rồi quên mất, chúng ta quên mất ở đây nó cũng sẽ có mấy cái này rất là khó chịu, siêu khó chịu luôn. Cho nó ăn ngay đi, bắt buộc phải ăn rồi, bắt buộc phải ăn. Nổ hết. Ui, nó sẽ con boss ở trên này mất, con nào boss này chết mất đấy, biết ngay là con boss chết mà. Đâu rồi, không cho nó vào, dĩ nhiên sẽ không cho nó vào đấy. Dùng cái plan food là chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều. Ôi trời, đáng Ender Slow ở phía trên đi thì đúng hơn. Nào nào, vào đây vào đây vào đây, con boss này phải chết này, hoặc để cái này đánh, đừng để nó đánh vào cái cây của mình. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, chết chưa chết à, chưa chết à, chưa chết thì bây giờ sẽ chết, chưa chết thì bây giờ sẽ chết đấy. Hay hay hay, cần slow cái trên nha, slow cái trên này cho đóng băng luôn đấy, cho đứng nguyên luôn, kiểu stun luôn đấy, không phải slow nữa rồi, giết nó đấy. Đông càng đông càng vui, càng đông càng tốt, đông vãi tèo, đông kinh hoàng. Đây thêm một cái plan food nữa anh em ạ. Nào 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 nào, nó vẫn đẩy cái của mình đúng không, chết mày đi này. Đấy ok, có thêm cây thì cứ dùng thôi. 39 20 mấy giây, đánh nó anh em, lên mình sắp kiểu là sắp hết đấy rồi, 290 mấy. Cái này là sẽ làm mất điểm của mình đi này. Đấy, tự nhiên là mất một đống điểm luôn. Chúng ta vẫn còn là một lần nữa. Cái mấy cái đáng ép phải giết mấy cái con ở phía dưới ấy, thì cho sẽ được nhiều điểm hơn đấy. Giết nó anh em. Làm cái chậm tốc độ, chậm chậm cái tốc độ của mình xuống này. Đấy, xem. Rồi, kiếm thêm được và 364. Đáng ép phải giết mấy con đằng sau đi này. Chúng ta nên giết mấy con đằng sau đi. Hợp lý hợp lý, mình nghĩ em sẽ đặt một số cái cây, một cái squad hoặc một cái gì đó phía dưới này để giết cái bọn bọn nhỏ nhỏ đây này, ý hay hơn nhờ. Phía trên không cần quá nhiều thế đâu đúng không, chúng ta cần thêm một trận nữa là lên được vị trí nhất này. Cố gắng 500.000 điểm anh em ơi, cố gắng 500 hoặc 600.000. Rồi có nghĩa là ta phải giết được cái bọn ở phía chỗ này này, đừng để bọn nó ném dạng dạng kìa, đừng để bọn nó ném vào đây. Được, 2 3 4 5 Let's rock nào. Cần có nhiều săn. Thật ra thì một hệ thống phòng ngự ở phía dưới này là hợp lý nha. Một số cây ở đây luôn. Nếu ném mà nó không ném được, nó không thể nào mà tấn công quá là xa được như thế này. Đây, đủ cây rồi. Đấy. Mày phải chết, tại vì con đấy là rất chi là khó chịu. Siêu siêu khó chịu luôn. Đặt đây phát nhờ. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Không có khả năng chạy nha. Đâu, đâu, đâu. Vẫn giết được mình. Từ từ thôi, cái squad này cứ bật bật bên này đã. Nó khá là khó chịu. Ờ, tại vì cái này nó không ấy được. Thôi, nó đóng băng hết cây của mình rồi. Điền thế nhờ, 300. Mấy cái đóng băng khó chịu ra. Thề luôn anh em là siêu khó chịu. Âm thanh lên, âm thanh lên, âm thanh lên. Duyên, 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 duyên. Squat, squat, squat. Chết nó rồi, một cây. Đây, như thế này. À, chỗ này à, chỗ này phải giết cái này được không? Hỏng luôn. Level 10 mà. Level 10 rất là bá đấy, bá cháy nhờ. Đấy, ok, chết, chết, chết. Chết thôi, chết. Đừng có đẩy, đừng có đẩy, đừng có đẩy. Cái squat này sẽ không đẩy được đâu. Ở phía dưới mình có hệ thống phòng ngự tạm thời như này là ổn, không có nỗi là quá tệ. Nào, âm thanh lên, âm thanh lên, âm thanh lên. Đó, cho nó khỏe hết lên. Nó ăn plan food thì bọn nó sẽ điên cuồng như thế này mà.
Vào thoải mái, vào thoải mái. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Đánh luôn. Mặt trời tỏa nắng. Mặt trời tỏa nắng. Anh em đâu, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Nó đập nát cây của mình rồi. Thế nhờ. Mất thời gian lại phải trồng. Ôi, nó đập vỡ cả cái chỗ này của mình rồi. Ghê nhờ. Nó đẩy cái anh em. Đẩy lùi cả ô kìa. Bó tay. Squad cũng hết cơ. Hết sạch squad rồi. 149.000 và mình còn tận 2 cái plan food. Cố gắng là đỡ phía dưới này mà hơi khó chơi. Nhờ. Đây này, một cái nữa. Đấy, có thêm cái plan food ở đây thì ngon. Plan food đâu? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Chúng ta phân chia nhiều quá, nhiều chỗ quá, thành ra là hơi khó chơi. Thật sự là hơi khó chơi đấy. Đâu rồi? Rất nhiều plan food. Vấn đề là mấy cái này còn chưa kịp hồi cơ. Thế chứ nhỉ, còn một lần nữa anh em ạ. Còn một lần duy nhất thôi. Nào, một lần duy nhất. Âm thanh lên. Vẫn được hơn 200.000. Đây này, nó sẽ không vượt qua cái chỗ này đâu nhưng mà không kịp nổ. 289. Và chúng ta sẽ được đưa lên cái vị trí đầu tiên. Khó lên 500.000 nhỉ. Không hề dễ để lên 500.000 điểm. Chúng ta đứng vị trí thứ hai. Đấy. Và mình sẽ chuyển lại với cái phần mình hoàn thành xong quest này. Kiếm được thêm 2 viên kẹo nữa là 87 kẹo tất cả. Event thì Solar Tomato, mình có thể chơi cái này không? Thử xem. Được anh em ạ, được, vẫn được đúng không? Mình được chọn mà. Ôi, nó cho mày những cái cây khá là lạ nhờ. Cái này thì phải tính toán này. Level 1 thôi, phải tính toán một chút. 150 đồng. Sun trước đã. Twin Sunflower trước đã, rồi tính sau. Không làm gì thì làm. Slow, 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 slow lại. Bình tĩnh nha các bạn trẻ. Mình có cần 4 con à? 4 con thì sẽ lãi đấy. Thế này chắc sẽ là lãi này. Đủ săn cái rồi, ok. Tiếp tục slow lại như thế này. Đấy, lãi mà. Lãi nặng. Lãi quá nhiều luôn. Đấy, từ từ, bình tĩnh. Bắn luôn. Slow lại. Đông thế nhỉ? Thật sự rất là đông luôn. Bắn băng, bắn các kiểu. Đấy. Mình cần phải cho nó. Cái này là lãi này. Lãi nặng luôn. Ok. Bắn nó thôi. Từ từ. Phía trên này cũng sẽ cần slow lại. Ta được dùng free mà. Không dùng thì hơi phí đúng không? Đấy, 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 đấy. Bị slow nặng. Ở trên kia kìa. Trên kia hơi khó chịu kìa anh em. Trên kia mình chưa đủ săn. Thật sự mình chưa đủ săn ở phía trên này. Để làm sao đây? Cho nó. Đấy, như thế này. Quá hoàn hảo luôn. Chúng ta có hai cây băng rồi. Không phải sợ rồi anh em ạ. Đấy, phải sợ rồi. Rồi. Ok. Ok boy. Đấy. Toàn là cái bắn lan rồi. Rất là bá luôn. Rất là bá cháy nhỉ. Rồi. Vào đây. Mình có tận hai cái này cơ. Solar. Oh, vỡ đầu. Vỡ đầu mà chết. Nhiều săn. Lại có săn để chơi đúng không? Chúng ta lại có săn để chơi. Tiếp tục tĩa sẽ slow thêm. Trước hết mình sẽ đặt thêm ít cây rồi đã. Bây giờ cái lượng này thì quá đủ rồi. Thoải mái mà chơi đi. Đến đây. Slow lại. Khó chịu nhờ. Rất khó chịu. Mình cần hai cây băng này thôi. Không cần quá nhiều đâu. Đấy, 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 đấy. Các bạn trẻ. Các bạn trẻ vào đây. Không cần quá nhiều. Ok. Đánh cho nó không thể nào mà chạy đi đâu được luôn đấy. Siêu siêu slow luôn. Làm gì. Cái này thì không thể nào mà đỡ được rồi. Chắc chắn luôn đấy. Có bot nữa phía dưới anh em. Đấy. Này này, bot nữa phía dưới này. Slow lại. Chạy đi đâu. Ui, hơn 900 là đặt cái này cũng được này. Không nhất thiết là phải đặt mỗi cái kia đâu. Wow,
Đại bác nào, đại bác dưa hấu nào. Mỗi cái một cây luôn này, chết luôn này. Còn không kịp làm gì, bị stun luôn. Khỏi làm gì luôn nha, khỏi làm gì luôn nha. Đấy, siêu 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 à. Ô ô ô ô, mất đầu, một con chết. Vẫn kịp cắn à, có kịp cắn hay không? Không kịp cắn luôn. Chuyên gia slow bây rồi, hay thật. Kết hợp này hay nhỉ. Slow này, cây băng này, dưa hấu băng này, cây đóng băng này, và cái solar tomato này. Làm cái sự kết hợp toàn là slow và làm choáng các kiểu rồi. Hay thật. Chiến thuật bá đạo nhỉ. Cái cây này vừa hay, nó vừa cho mình rất là nhiều săn. Nếu mà tính toán hợp lý ấy, cho rất rất nhiều luôn. Phù hợp với mấy chiến thuật kiểu này. Một cái kiểu công thức, có rất nhiều cái công thức kết hợp khác nhau hay ho. Chúng ta sẽ thử cây gì đây. Cái này vừa chơi rồi này. Level up cho cái cây mới. Cái cây mai mới. Cây mai tăng sức mạnh cho tất cả những cái cây Pisotter, những cây đậu. Ok, vào thôi nào. Let's go. Đấy, đồng đấy. Đó, nó cho mình level 10 luôn. Chưa cần, đây rồi, đây rồi. Nó ở đâu cái em đặt luôn. Hàng nào cũng được. Đây. Hay hay hay. Rotobaga. Tăng sức mạnh cho Rotobaga không? Có lẽ nào. Có lẽ sẽ tăng sức mạnh cho Rotobaga đấy. Đấy. Thế này. Hệ thống phòng ngự của chúng ta. Rồi. Cái này luôn. Ồ, trên này có một cái thằng đội xô này. Rất là khó chịu nha. Đẩy lui đi. Ồ, hơi bị khó chịu đấy. Hơi bị khó chịu ở nhà. Cố lên nào các bạn trẻ. Đây rồi, đủ cây rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt cái này. Tăng sức mạnh lên. Úi dồi ôi, nó bắn như thế này. Úi dồi ôi. Stop stop, dừng lại. Khỏe quá, bắn quá khỏe rồi. Đấy, đợi boss hay hơn. Sủa bắn như thế. Úi, có thể bắn cái quả đạn giống bá cháy thế. Siêu bá cháy luôn. Ây da. Chết rồi, đây có hai con boss. Ở đây có hai con boss nha. Để làm sao đây? Có ba con boss. Tất cả. Bình tĩnh nào các bạn trẻ. Bình tĩnh nào các bạn trẻ. Bình tĩnh nào. Bây giờ dùng cái này. Dùng plant food anh em. Dùng plant food để hòng tiêu diệt được nó. Cố gắng tiêu diệt được nó nào. Nào khó chơi. Mất đầu một con rồi. Có chơi phết nhỉ. Plan food rồi anh em. Bắn nó luôn. Đúng rồi. Nhưng mà sẽ bị chết bởi mất con boss này. Chắc chắn là phải chết rồi, không thể nào mà. Tơn cuối chưa? Chưa tơn cuối đâu. Chỗ này hơi yếu này. Cái cửa này hơi bị yếu, từ từ. Con này sẽ chết nhanh thôi. Nó chưa tới boss cuối anh em ạ. Mình cứ bình tĩnh. Slow lại. Đây này, thấy chưa? Đây mới là boss cuối này. Đẩy lui nó lại nào anh em. Cố lên nào. Khó chơi phết nhờ. Mình cần ối slow hay. Chơi có vẫn hơi thiếu cây. Ui giời. Tăng sức mạnh nào các bạn trẻ. Tăng sức mạnh nào. Đấy, tăng sức mạnh lên. Sủi boss chưa? Ui, cả gia đình nhà boss rồi. Má ơi, khỏe. Tất cả mấy cái này đều được tăng sức mạnh hết. Ui sủi boss này. Wow, bá cháy. Yes. Nhìn kinh hoàng nhỉ. Sức mạnh của cây level 10. Họ tăng cho tất cả những cây họ như kiểu họ pier, họ đậu này. Kinh hoàng. Đẹp nữa chứ. Xịn thật. Và ok thì chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plants vs Zombies 2. Bye bye.